Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác tổng quan những cái chiếc xe đạp ngày hôm nay em mới về. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2019. 25 tháng 3 năm 2019 em sẽ đánh giá tổng quan nhanh qua, sơ lược qua tất cả những cái xe đạp mới về bên cửa hàng em ở kho thứ nhất. Và mấy bữa trước ấy, thì em cũng có clip làm ở kho thứ hai. Thì tất cả những cái xe mà hiện còn thì các bác muốn biết thì hãy nhắn Zalo cho em. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết từng chiếc một mới về ngày hôm nay 23 tháng 5. Vâng, đầu tiên là chiếc xe đua OCR 3300. Con này thì ở trên kênh của em cũng bán rất là nhiều rồi. Size là size S. Size S gian OCR 3300. Con này cấu hình là 2 đĩa 8 lít. Để Shimano. Tiếp theo là con này là con gian XKSL2 cực mới. Hình thức trên 90%. Con này em cũng review rất nhiều trên kênh em rồi. Con này là size S. Tiếp theo là con gian OCR màu cam đen cũng cực mới. Con này là con địa hình Scott này, em có khách lấy rồi, em mang về đây để mai đóng đi biểu điện cho khách. Tiếp theo là con xe đua Java, càng trước là càng carbon, càng trước carbon. Con này chưa ráp cụm phanh, vừa về cho nên là Siluro Java Siluro. Đề là đề Sora, khung nhôm càng carbon, cụm phanh 105, đùi đĩa trục rỗng, bê đan bi vòng, tay lắc Sora. Tiếp theo là con gian Winmark 2200. Con này cấu hình bình bình thôi nhưng mà màu rất là đẹp, màu xanh trắng, quá đẹp luôn. Mà ngày mai em sẽ có ảnh chi tiết những con này. Tiếp theo là con xe đua hiệu Sunpeed, hiệu này của nước ngoài. Sunpeed, các bác có thể Google để biết thêm chi tiết. Đề của nó là đề Classic. Đề Classic 2 đĩa, gạt đĩa Classic, càng carbon và tay lắc Classic. Tiếp theo là con OCR 5300 màu trắng đỏ. Con này là size XS, size siêu nhỏ cho các bác có chiều cao trung bình, khoảng trên dưới 1m6 là đi con này ok ạ. Tiếp theo là lại một con XKSL2 size S. Hai con size S, hai con đều mới như nhau, mới trên 90%. Con này mới, con này cũng mới. Tiếp theo là con Coratec, địa hình Coratec giảm sóc đơ, càng nhôm, lốp là lốp trọng để đi trong phố. Đấy, cấu hình là tay bấm Alivio 9 lít 3 đĩa, đè Alivio Coratec. Đấy, tiếp theo là một loạt các cái xe địa hình Petrolite size thấp cho học sinh này, Forever giá rẻ phanh dầu cho học sinh này, Mosso của đội đua Mosso này, khối lỗ càng đơ, con Mosso là giống con Coratec này, cũng càng đơ. Gian XKS Nhật bãi, gian XKS Nhật bãi size cao giá rẻ 5 triệu. Địa hình Coratec rồi Touring Nhật bãi Precision. Khá là mới, con này Precision mới thì em sẽ mấy ngày tới em sẽ có những cái clip đánh giá chi tiết những cái xe Nhật bãi này. Precision Touring màu đỏ, màu đỏ càng trắng. Rồi Beton Silva, Beton Silva. Đấy. Beton Silva Touring bãi Nhật. Màu trắng camay cũng khá là đẹp, sơn cũng khá là đẹp. Tiếp theo là xe Marine của Mỹ, hiệu Marine Touring, hiệu Marine. Con này Merida Touring này mới về, đùi đĩa trục rỗng nhưng mà chưa có yên cho nên là em chưa bán. Tiếp theo là Touring Z-Way. Z-Way hiệu của Nhật. Đề Antut 3 đĩa 8 lít. Tiếp theo là một số các cái xe đẹp địa hình giá rẻ, giá từ 3,6 triệu cho đến 3,8 triệu cho
các bác mua cho các cháu học sinh hoặc là các bác thích địa hình giá rẻ 3,6 triệu cho 3,8 triệu thì mấy con này này. Đấy. Con này là con Gian Cross 3200 bãi Nhật, nhưng mà sơn nó xấu quá, em bán cũng rẻ rẻ thôi, bác nào mua thì liên hệ em bán 4,5 triệu. Gian Cross sơn đổi màu, Cross 3200 sơn nó hơi xước tí thôi nhưng mà nó đổi màu khá là đẹp, bãi Nhật luôn, đồ xịn đi êm ái ngon này, có giảm sóc đằng trước, giảm sóc thụt ngon, 4,5 triệu. Đấy, hơi sơn nó xước tí em bán lỗ. Tiếp theo là con Touring Beton Ancho. Ancho là hiệu của xe đạp Beton, cũng bãi Nhật luôn. Đấy, hiệu của đội đua xe đạp Nhật Bản, dòng Beton Ancho. Tiếp theo là một số các cái xe đạp địa hình ngon bổ rẻ, ví dụ như là Glu, phanh dầu, tay bấm DOG, rồi XDS cũng phanh dầu, đề Alivio, sóc dốc sốc. Và một con XCR3500 dòng Touring của Giant mà duy nhất có giảm sóc. Cũng hôm nay em cũng về một con. Size trước này là size S. Size S ạ. Con này đẹp, khá đẹp. Size S XCR3500. Một số bác thì bảo là tại sao cái lốp nó mòn thế, nhưng mà không phải đâu, cái dòng XCR này là lốp đi trong phố nên là ta lông nó không dày thôi. Tiếp theo là một con Nhật bãi nữa. Specialized Soros màu đỏ, em có hai con này. Màu đỏ rất đẹp, sơn đẹp. Không xước nhiều, nói chung là xe bãi thì phải xước nhưng mà không xước nhiều. Rồi. Mới đánh xi xong rất là bóng. Có một vài vết xước, sơn zin nguyên bản. Test Sora. Và chiếc cuối cùng rất là nhiều bác rất thích, đó là mới về ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay 23 tháng 5. Chiếc địa hình Sava khung carbon. Đây. Sava khung carbon. Cố cấu hình là đùi đĩa trục rỗng, bê đan bi vòng, Meyer bi vòng nguyên cặp của hãng. Giảm sóc hơi của hãng luôn. Giảm sóc hơi. Đây. Có lúm bơm hơi đây. Đấy, giảm sóc hơi. Khung carbon. Con này thì mới trên 90%. Giá thì không rẻ như các cái con trước. Sava khung carbon. Đề con này lại là đề DOG. Con này là đời cấu hình cao cấp. Đề DOG đùi đĩa trục rỗng. Khung Sava carbon màu trắng rất đẹp, hình thức mới trên 90%. Rất là mới các bạn. Tay bấm DOG luôn. Giảm sóc hơi. Giảm sóc hơi. Khung carbon. Đấy, đợt này em về cũng khá nhiều. Đây là một một kho của em thôi, còn một kho nữa. Đầu tiên là xe đua OCR3300 này. Hai con SL2 màu đỏ này. OCR màu cam đen này. Con này bán rồi. Đua Sava, đua Java càng carbon, đồ bộ Group Soja Winback 2200 màu rất là đẹp, giá rẻ. Đấy, một số xe Nhật bãi, Doppelganger đỏ đen này, giá 4,8 triệu bao ship toàn quốc. Specialized địa hình này, rồi một số xe đặc địa hình giá rẻ. Một số xe Touring Nhật bãi thì bác nào mà muốn chi tiết thì nhắn cho em. Đấy. Địa hình Sava carbon mới về, Coratec càng đơ mới về. Rồi một số xe Touring Nhật bãi, một số xe trong góc kia là địa hình giá rẻ cho học sinh, 3,6 triệu đến 3,8 triệu. Đây là con này là XCR3500. Và con cuối cùng là con Petrolite. Petrolite Nhật bãi. Thì đây, em đợt này em có làm một cái mã QR code. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác là các bác dừng ấn dừng màn hình lại, ấn stop màn hình lại và
quét cái mã QR code này thì sẽ ra tất cả các cái xe em hiện có tại cửa hàng. Thì cách quét như thế nào thì em sẽ hướng dẫn các bác. Đầu tiên là các bác vào Zalo này. Em sẽ hướng dẫn các bác quét cách quét nhá. Đầu tiên các bác vào Zalo này. Rồi các bác vào phần thêm này. Rồi đúng không? Phần thêm. Thêm bên này. Đấy xong rồi các bác có phần cái phần mà nó có hình cái mã đây này, cái mã vạch này. Ấn vào cái mã vạch này. Đấy xong các bác quét cái mã mà em ở trên màn hình đây. Đấy, các bác để quét cái là ok luôn. Đấy thì là các bác ấn đồng ý để xem cái đường link mà nó sẽ hiện ra. Đấy, cái đường link hiện ra. Và tất cả những cái xe em đang có là sẽ cập nhật ở đây. Các bác xem ở đây luôn. Đấy, giá cả tất cả các thứ. Thì đây, các bác ấn tạm dừng màn hình lại để quét cái mã này. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai. Và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện về. Và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ. Cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy, thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay. Cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em này em bán đồ cũ cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác
thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe. Thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật Bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.